thế huệ mạnh, khả năng tổ chính liên thủ. Hiện nay Vương Đình Huệ đang cố gắng để tạo ra thế ba mũi giáp công, đánh vào Tô Lâm hay chỉ ít cũng tạo được thế gọng kim hãm Tô Lâm. Tại Bộ Chính trị, Vương Đình Huệ chiếm ưu thế hơn hẳn. Tại Bộ Công an, phe Huệ và phe Tô Lâm bất phân thắng bại. Tại Bắc Triều, Vương Đình Huệ cũng đang lợi thế hơn Tô Lâm. Ngược lại, phe Tô Lâm chỉ còn bám víu vào thế cờ duy nhất, đó là đánh mạnh vào đàn em của Vương Đình Huệ. Hiện có thông tin em trai của ông Huệ đã bị câu lưu và trợ lý của ông cũng đang nằm trong tầm ngắm của Tô Lâm. Nếu nắm được bằng chứng phạm pháp rõ ràng như trường hợp của hậu pháo hối lộ ông Võ Văn Thưởng, thì Vương Đình Huệ cũng không có lối thoát. Tuy nhiên, câu hỏi mà giới phân tích đặt ra là bằng chứng về những khoản tiền bẩn qua tay em ruột và trợ lý của ông Huệ có đủ thuyết phục hay không? Bởi đa số thời gian công tác của ông Huệ là ở Trung ương, thời gian về địa phương chỉ khoảng có một năm. Đó là lúc ông Huệ làm bí thư thành ủy Hà Nội, tạm thay thế cho Hoàng Trung Hải bị kỷ luật. Liệu Tô Lâm có nắm đủ bằng chứng để hạ Vương Đình Huệ hay không đang là câu hỏi được đặt ra. Ông Tô Lâm đã bố trí tay chân làm giám đốc công an 63 tỉnh thành trên cả nước. Cho nên những người từng kinh qua các chức vụ như bí thư hay chủ tịch tỉnh thường khó thoát khỏi bàn tay của Tô Lâm. Với thời gian ngắn ngủi làm bí thư thành ủy Hà Nội của ông Vương Đình Huệ, nếu ông có nhúng chàm và bị ông Tô Lâm nắm được, thì ông Huệ rất khó thoát khỏi bàn tay của Tô Lâm. Bản tính của Tô Lâm là hay làm liều, ra tay mạnh mẽ và bất chấp. Cho nên tin đồn về việc bắt giữ em ruột và nhắm vào trợ lý của ông Huệ mà không có công báo trước báo chí nhà nước là điều này cũng có khả năng xảy ra. Không rõ ông Tô Lâm dùng chiến thuật dùng cây dọa khỉ để cho ông Vương Đình Huệ có tật giật mình, hay là hai người thân cận của ông Vương Đình Huệ đã bị Tô Lâm nắm hết bằng chứng sai phạm. Với tính khí của Tô Lâm, một khi đã có bằng chứng thì sẽ đánh úp ngay chứ không chần chừ, thương lượng, ngã giá, mất thời gian. Cho nên, việc bắt người không công bố làm cho một số nhà phân tích nghi ngờ về thứ vũ khí lợi hại đang nằm trong tay của Tô Lâm. Nếu ông Tô Lâm không đủ bằng chứng thuyết phục để hạ Vương Đình Huệ thì rất có thể người bị thịt không phải là ông Huệ mà chính là ông Tô Lâm. Bởi ông Huệ đã thể hiện rõ ý đồ cắt đứt quyền lực của nhóm Hưng Yên tại Bộ Công an bằng con bài Phan Đình Trạc. Nếu Tô Lâm mất Bộ Công an và bị đẩy lên ghế Chủ tịch nước, thì khi đó ông Tô Lâm sẽ trở thành cá nằm trên thớt đối với ông Huệ. Lúc đó ông Huệ có thể thịt Tô Lâm bất cứ lúc nào. Nếu thế lực của Vương Đình Huệ đủ mạnh khiến cho Tô Lâm bất lực, thì người thua cuộc không chỉ có Tô Lâm mà có thể cả là Phạm Minh Chính. Còn nhớ trước Đại hội Đảng lần thứ 13, Vương Đình Huệ và Phạm Minh Chính đấu nhau giành chiếc ghế thủ tướng. Nhưng cuối cùng ông Huệ đã thua cuộc và có lẽ ông Huệ khó mà nuốt trôi cục tức này. Nếu Phan Đình Trạc ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an thì gần như chắc chắn Vương Đình Huệ sẽ trở thành Tổng Bí Thư. Bởi một khi ông Trạc nắm thóp được Bộ Công an thì sức mạnh của Tô Lâm sẽ bị hóa giải. Mà khi Vương Đình Huệ vừa nắm chức Tổng Bí Thư vừa điều khiển được Bộ Công an thì lúc đó có thể Phạm Minh Chính cũng rơi vào vòng nguy hiểm. Khi đấy, ông Chính phải lo mà giữ cho chắc chức thủ tướng, nếu không cũng có khả năng ngã ngựa. Câu hỏi đặt ra là liệu có một liên minh Tô Lâm và Phạm Minh Chính để mà đối đầu với Vương Đình Huệ hay không? Những ngày gần đây, mạng xã hội lại rộ lên tin đồn, ông Chính liên minh với Tô Lâm. Không biết ông Chính có thực sự nhảy vào bên này để đánh bên kia hay không, bởi ông Chính cũng có tham vọng đoạt ghế Tổng Bí Thư. Hiện nay ba người Tô Lâm, Vương Đình Huệ và Phạm Minh Chính đang tạo thành thế chân vạc trong cuộc chiến tranh để giành ghế Tổng Bí Thư. Vì vậy nếu ông Huệ đến được gần ghế tổng hơn thì khả năng hai người còn lại sẽ liên thủ để mà hạ ông Huệ là rất cao. Họ liên thủ để loại bỏ một đối thủ rồi sau đó lại quay ra đấu với nhau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời Báo .de với bản tin thế của Huệ mạnh, khả năng Tô Lâm và Phạm Minh Chính có liên thủ với nhau hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.
Trung Khoa Thời báo.de. Phá thế gọng kìm của Huệ, Tô cho đánh thọc sườn Chủ tịch Quốc hội. Khi Tô Lâm làm phản, Vương Đình Huệ chính là nhân vật ra mặt sớm nhất đối đầu với Tô Lâm. Khi Tô Lâm hạ Võ Văn Thưởng thì nước cờ đã rõ, ai cũng thấy tham vọng của Tô Lâm là mượn ghế Chủ tịch nước để kiếm cho mình suất đặc biệt cho nhiệm kỳ tới, đồng thời cũng nắm luôn Bộ Công an để tạo nên lực lượng hậu thuẫn vững chắc. Tất nhiên, Vương Đình Huệ và nhóm Nghệ An cũng hiểu rõ thâm ý này. Phe Phạm Minh Chính cũng hiểu ý đồ của Tô Lâm, nhưng đòn đánh của Tô Lâm không ảnh hưởng nhiều đến Phạm Minh Chính. Đích nhắm đến của Tô Lâm là ghế Tổng Bí Thư, trong khi đó lâu nay ghế này được ngầm mặc định dành cho Vương Đình Huệ. Kẻ chịu thiệt thòi lớn nhất là miếng võ của Tô Lâm thì kẻ đó phải ra mặt để tự bảo vệ. Do đó, nhóm Nghệ An của Vương Đình Huệ đã ra mặt mạnh mẽ. Vương Đình Huệ đang tấn công Tô Lâm theo hai hoặc ba hướng. Thế mạnh của Vương Đình Huệ là có nhóm lợi ích địa phương vừa đông vừa mạnh, đồng thời có sự kết hợp của nhóm Hà Tĩnh. Ngoài ra, Vương Đình Huệ còn được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ưu ái. Hiện nay, trong Bộ Chính trị, tiếng nói của ông Tổng Bí thư vẫn mạnh nhất, cho nên trong Bộ Chính trị, ông Vương Đình Huệ có uy thế mạnh hơn Tô Lâm. Sau khi Tô Lâm hạ xong Võ Văn Thưởng, nội bộ Bộ Chính trị căng thẳng không phải vì chiếc ghế Chủ tịch nước mà ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Phan Đình Trạc nhảy vào tranh ghế này để tạo ra thế gọng kìm áp sát Tô Lâm. Một gọng kìm từ hướng Bộ Chính trị và một gọng kìm khác từ hướng Bộ Công an. Hướng Bộ Chính trị, Vương Đình Huệ có 4 ủy viên Nghệ An và Hà Tĩnh ủng hộ. Ngoài ra, một số ủy viên Bộ Chính trị thuộc Ban Bí thư cũng nghiêng về ông Huệ. Nếu Phan Đình Trạc nắm giữ được Bộ Công an thì sẽ tạo được hướng gọng kìm thứ hai, cũng mạnh mẽ không thua kém hướng thứ nhất. Tuy nhiên, tranh chấp vị trí bộ trưởng này vẫn chưa ngã ngũ. Khi gọng kìm ở Bộ Công an chưa hình thành thì ông Huệ đi sứ dài ngày sang Trung Quốc, với ông Huệ không chắc thắng được trong việc tranh giành Bộ Công an nên đã đi cầu cứu Tập Cận Bình. Nếu được Tập ủng hộ, đồng thời Phan Đình Trạc thắng được ghế Bộ trưởng Bộ Công an, thì lúc này Vương Đình Huệ có 3 mũi giáp công, vừa bao vây vừa tấn công Tô Lâm. Cuộc đối đầu giữa Tô Lâm và Vương Đình Huệ được hai bên đẩy lên cao trào. Với binh quyền trong tay, tất nhiên Tô Lâm sẽ không chịu ngồi im. Lợi thế của Tô Lâm là lấy tấn công làm phòng thủ, vì Tô Lâm vừa có binh quyền vừa nắm được rất nhiều bí mật của các đồng chí trong đảng, trong đó có các đồng chí thuộc nhóm của Vương Đình Huệ. Trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà đang là đối tượng mà Tô Lâm nhắm đến. Mới đây, một tin riêng cho biết Tô Lâm sẽ bắt trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà. Ông Hà được xem là tay hòm chìa khóa trong những vụ làm ăn của Chủ tịch Quốc hội trong khoảng 10 năm qua. Ở vị trí Chủ tịch Quốc hội, Vương Đình Huệ sẽ không dại dột mà nhận tiền đen trực tiếp mà thường qua trung gian. Thậm chí đồng tiền hối lộ bị bắt phải chạy lòng vòng qua nhiều ngõ ngách để cắt đi cái đuôi bẩn, rồi mới rót vào túi kẻ chủ mưu. Thông tin cho biết thêm, Phạm Thái Hà nhận hối lộ lên đến 2.000 tỷ đồng cho các tuyến cao tốc và công trình ven biển. Nếu dự định của Tô Lâm đúng như nguồn tin này cung cấp, thì quả thật đây là một đòn chí tử móng Tô Lâm sắp tung ra nhắm vào ông Vương Đình Huệ. Dù có được ông Nguyễn Phú Trọng đỡ đầu, nhưng nếu trong tay Tô Lâm có đủ bằng chứng thuyết phục thì ông Tổng cũng không đỡ nổi. Nếu Vương Đình Huệ muốn dùng thế ba gọng kìm để bao vây Tô Lâm thì việc bắt trợ lý Phạm Thái Hà chính là cú đánh trả của Tô Lâm. Cú đánh này đã thọc vào ngay sườn của ông Chủ tịch Quốc hội. Nếu trúng đích thì đấy là cú đòn cực hiểm chưa từng có. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Phá thế gọng kìm của Huệ, Tô cho đánh thọc sườn Chủ tịch Quốc hội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.